Thương vụ De Colandroy và mùa hè chuyển nhượng đầy biến động khó lường của pháo thủ thành London, Arsenal. Mùa giải 2022-2023 đã kết thúc đầy tiếc nuối với thầy trò huấn luyện viên Arteta khi họ đã dẫn đầu rất nhiều vòng đấu nhưng cuối cùng chỉ về thứ hai sau một Manchester City quá xuất sắc. Có lẽ tất cả đều hiểu rằng kết quả này có được ngoài sự hoàn thiện của tập thể pháo thủ thành London kể từ khi ông thầy người Tây Ban Nha đến dẫn dắt, thì còn do một số đội bóng mạnh bất ngờ chơi dưới sức mà điển hình là Liverpool và Chelsea. Chính vì vậy, việc cải tổ đội hình để hướng tới mùa giải mới đang được ban lãnh đạo ráo riết thực hiện, nhất là khi họ sẽ tham gia đấu trường lớn là UEFA Champions League. Thông tin đồn đoán về sự ra đi của Granit Xhaka và Thomas Partey đã xuất hiện từ khi mùa giải còn chưa kết thúc. Thế nên Arsenal đang nhắm tới vị trí tiền vệ như là những mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuyển thủ người Anh Declan Rice được coi là một trong những mục tiêu lớn của pháo thủ trong mùa hè này. Mới đây nhất có những thông tin về việc đội bóng này đã đạt được những thỏa thuận cơ bản cho thương vụ được đồn đoán ngót nghét 100 triệu bảng. Tuyển thủ 24 tuổi của đội tuyển Anh là mẫu tiền vệ trung tâm chơi cần mẫn với nền tảng thể lực tốt, ít tiền sử bị dính chấn thương. Nhưng để tìm ra những gì nổi bật nhất của cầu thủ này để tin rằng đây là thương vụ thành công thì cá nhân mình chưa tìm thấy điều ấy. Cậu ấy có phải là kiểu tiền vệ sáng tạo như Kevin De Bruyne không? Cậu ấy có phải là tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ và sung mãn như Michael Essien hay khéo léo như Sergio Busquets không? Hay cậu ấy có khả năng sút xa tuyệt đỉnh như Frank Lampard không? Ngoài một vài thống kê chung chung khi còn là cầu thủ trẻ thi đấu cho lứa U, thì chiếc cúp Conference League giành được với West Ham là danh hiệu lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ ngoài dựa vào tài năng của cầu thủ đó còn dựa vào số năm và số tiền đền bù cho đội bóng cũ và rất nhiều phụ phí khác. Arsenal đặt kỳ vọng vào cầu thủ này để thay thế cho Granit Xhaka và Thomas Partey với mức phí cao khủng khiếp thì rất đáng để suy tính.